giữa lẫn tạo lẫn đẳng nè. Múc cái chén luôn. Cái không ngâm nó chút ha. Múc cái chén được rồi. Rồi người chén nha. Trời ơi ăn dữ ta ơi. Sơn Hà biết ăn nè má hai. Vỗ tay đi, ngon quá vỗ tay. Trời ơi. Ơi ngon quá. Ngon quá, ngon quá. Bữa nay cả nhà mình lại ăn một món giống như trộn hồ nữa ha, lấy trùng ha. Nghe cái tên lấy trùng nghe không đẹp chút xíu nào ha. Khuấy trùng. Khuấy trùng hả? À, bữa nay cả nhà mình ăn bánh lọt. Mẹ làm cho hai màu ha, màu trắng với màu lá dứa. Rớt bụi hả mẹ? Gió nè, bay vô. Rớt than hả bay vô. Nó nổ á. Nổ củi. Dạ. Y như hồ ha. Giống như mấy ngày mà mình làm đồng làm ruộng xong đó, đầu cái rảnh cái làm bánh ăn. Còn nay mình có một cái kỳ nghỉ rất là dài luôn. Mấy tháng trời. Ăn này mốt lên cân đã luôn nè. Mình quỷ ít chị mau chín. Dạ. Hồi xưa quỷ son quá trời nhiều luôn á. Quỷ đã đời luôn dưới đống cơm trái dữ lắm. Như nhà ngoại làm vậy là chắc quậy mỏi tay luôn ha. Nhà đông người. Quỷ dạ. Thao bự vậy nè. À, Quang Sơn chào cả nhà nghe. Hôm nay xế chiều cả nhà mình sau khi ăn cơm xuống lưng bụng rồi giờ làm bánh ăn ha. Bữa nay mẹ đãi cho món bánh lọt. Do bữa nay mẹ làm xong hết ráo rồi nên là không quay được từ đầu cho cả nhà mình xem. Nếu mà cả nhà mình muốn xem thì xem lại video cũ nha. Trên kênh Nam Việt cả nhà mình đánh chữ cách làm bánh lọt, chia sẻ cho vui. Tại vì cái bánh lọt này thật sự là có rất là nhiều cách làm, từ nhiều loại bột khác nhau nè. Rồi mỗi người làm một kiểu nữa. Người bột gạo nhiều, người bột năng nhiều. Dạ. Rồi, tại vì có người thích ăn dẻo, có người thích ăn giòn ha. Chứ không có món nào giống món nào hết á. Bữa nay thì không biết mẹ làm một bột gì á. Mẹ làm thường thường á thì hồi xưa mình làm bằng the. Thèm the dạ. Làm bằng ngâm bằng nước vôi. Dạ. Thành ra hồi đó mình không có bỏ bột năng nữa, nó cũng cứng con bột nữa. Dạ. Còn giờ mình phải cho bột năng vô. Quẩy tay. Thấy quậy này nhớ hồi đó làm bánh nhưng bánh in mà. Hồi đó làm bánh in mẹ làm cũng quậy cả ngày. Sao quẩy tay luôn. Đậu xanh. Dạ. Mẹ đổ mồ hôi rồi cả. Nóng quá hả? Ê, chắc nghe ơi. Trời ơi chưa gì hết ráo mà ra dành chén dễ rồi hả? Muốn dành chén. Cô chú ra coi Sơn Hà với Sơn Hồng dành nè. Này ơi, anh ra anh dành hết ráo luôn. Sao? Không cho hả quậy hả? Ông này cũng kỳ cục lắm mà chứ không phải dạng dừa à. Không cho là la làng á. Sơn Hà. Hello cô chú cái đi. Hello đi. Chào cô chú nè. Giơ tay lên chào đi. Bye bye đi. Sơn Hùng thích ăn bánh lọt nóng hay là nước đá Sơn Hùng? Con thích ăn bánh lọt nóng hay lạnh? Dạ giờ giờ thôi, giờ lạnh thôi. Giờ lạnh phải không? Ăn lạnh dễ bệnh phải không? Cái này mình quậy luôn cho nó chín luôn hay sao mẹ? Quậy cho chín luôn rồi mình mới nhận nó xuống cái thau nước lạnh. Là ăn được luôn hả? Ăn được luôn chứ mình không có luộc lại. Dạ. Còn luộc lại thì làm cách khác. Như có một cách là người ta nhặt bột xuống dưới thau rồi người ta mới lấy cái đó người ta luộc. À luộc lại. Cái sôi nước sôi á, sôi là luộc cho chín. Vớt ra ăn. Còn cái này là mẹ xào gì, mẹ khuấy gì là nó chín luôn. À dạ hả? Nó vô thau nước lạnh luôn. Nhặt vô thau nước lạnh đó là mình ăn á. À. Vô xong nước sôi luộc. Cái kia phải luộc.
Rồi con thấy làm bằng máy mà người ta bán ngoài chợ á mẹ, làm hay với sợ luôn. Người ta nấu mà bằng công nghiệp luôn nghe, một cái son rất là lớn. Người ta dùng nguyên cả cái rồng rọc kéo á, cẩu nguyên cái nồi bự vậy, cái đổ vô trong cái khuôn ép nó xuống. Nó chảy tùm 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 nữa. Cho cái xuống nước sôi. Dạ. Là cái vớt nó ra. Chứ mà làm như mình vậy bán mệt mỏi à. Cái nồi lớn, cái nồi to cỡ một cái lu nước luôn á mẹ. Làm gì mới có đủ bánh. Dạ. Con nhớ hồi đó bên xóm ngoại làm một thao, làm ăn mà một thao. Dạ. Thao bự lắm. Dạ. Thấy thao bự lắm. Quậy mệt lắm. Bánh lọt này có hai kiểu là bánh lọt giòn với bánh lọt dai ha. Cái gì? Vậy ba ba. Sơn Hà ơi. Ba ba ba. Ba ba ba. Ừ. Gì đó. Ừ. Để giữ tay nè, giữ tay cho mai lắm. Sơn Hà. Anh hai ngủ rồi cả Sơn Hà. Anh hai chờ bánh không nổi rồi Sơn Hà. Làm giấy lấy thùng nước của bà nội quậy nè. Ba ba. Ngày hôm nay làm gì kêu ba ba dữ vậy không biết nữa. Có vậy tới ngủ kêu ba 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 quá trời. Nói mình đi chứ. Đi ba ba. Cho má hai hả? Quậy đi qua bể mấy cái chén của má hai đi. Má nội đi. Rồi, cảm ơn Sơn Hà nha. Chịu việc lại. Cái bột nếu mà như mình mới vừa đi sai về mình làm bánh lọt rồi không mẹ? Được. Dạ hả? Mình cũng bỏ lên khuấy trùng nó chín lại này hả? Nhưng mà gạo mình ngâm vôi. Dạ. Lấy nước vôi lắng trong rồi mình ngâm gạo. Hồi xưa có phèn dễ làm quá ha. Rồi phèn thì quậy với cái thân. Dạ. Nó vừa giòn mà nó rồi, vừa đẹp. Phải có vôi ngâm mới được nha. Dạ. Rồi. Bóng lưỡng luôn ha. Giống như hồi xưa làm lạp xưởng cũng làm phèn á phải không? Hồi xưa hả? Xưởng là muối diêm. Muối diêm hả? À. Chắc nó cũng giống giống vậy đó mà nó chắc muối diêm nó cũng làm cho thịt tươi á. Dạ. Với nó cứng dai. Ừ. Bữa nay nhiều khán giả gọi hỏi có bán lạp xưởng lại chưa. Hồi nãy hồi hiện giờ bà con cũng đang trốn mùa dịch nè. Nên mình để an toàn cho mọi người mình không có làm. À, để qua chỉ thị 16 thì trên Sài Gòn mình bán lại khô quá nhà mình ha. Còn lạp xưởng thì chắc nghỉ thêm thêm xíu nữa. Không biết chừng nào mới hết chỉ thị ha. Ngày nay kéo dài qua tới đầu tháng 9 là nghe em. Dạ. Để thêm lá dứa hả? Ừ, thêm lá dứa nè. Xanh ngon quá hả? Nãy mẹ không có lường. Nãy mẹ không có lường. Con muốn làm mà cái loại nó mềm mềm mà giòn dễ gãi giống như trong chợ á mẹ. Hình như bột gạo không không có pha bột năng hay sao? Không có độ dai á. Nó không có bột năng. Cái này mẹ chưa bỏ bột năng nè. Thôi kìa, khỏi bỏ bột năng mà. Khỏi đi, mình ăn bột gạo. Con thích ăn mềm mềm vậy đó. Bột gạo. Có người ta bỏ bột năng. Bột năng cho nó dẻo. Dạ. Với nếu mà có bột năng thì nó không có bị gãy nát ha. Đặt hả mẹ? Bột năng thì nó dai. Thường là mình làm mình sai bột thì mình không có lừa, mình nhắm chừng mà. Dạ. Còn nếu mình mua bột thì mình cứ 1 ký bột là 3 lít nước. Dạ. Ủa người ta có bán bột bịch để làm bánh bánh lọt này không chị? À, lấy bột gạo chứ chưa có ra cái loại bột riêng nha nó hả? Người ta làm thay với bột năng. Còn bột thì chưa, mà chưa có bỏ bột năng. Dạ. Và xanh lá dứa là đẹp quá ha. Thơm quá. Còn cái lá dứa đợi. Nè nè, nhưng mà mình không có khuôn các bạn, cái mình bỏ nó mềm đẹp xuống được vậy. Cái giá rồi. Nó chạy ra hết ráo à. Nó chạy ra hết. Thường á thì mình làm bằng cái thau á mẹ đục á thì nó sẽ có cái lỗ nó xa ra nó ít nó bị dính nhau. Dạ. Cái thau mà đục không còn nữa. Anh để mình làm cái khuôn cho nhanh. Hồi nãy mẹ làm màu trắng xong rồi anh Yên với Hiền An qua vớt trước rồi. Bây giờ mình còn mẻ hai này để cho cả nhà nè. Chúc ai mà qua giành là bị đòn á. Ai thích ăn lá dứa thì chờ.
Hình như anh đi hồi nãy chưa ăn cơm phải không? Đói quá. Xí bằng. Xin mẹ trước rồi. Chứ Hà ơi. Đó. À, nhiễu nè, nhiễu từ từ thôi, đó, lấm chấm luôn nha. Ngon rồi. Từ từ thôi mẹ. Đó, y như học dâm nó y như chợ chút cả nhà cự làm lõn tỏn nha cả nhà. Ngon quá à. Chấm. Hồ xanh lè đó mẹ. Ừ. Xanh lá dứa đẹp chưa? Đó nè. Rồi. Trước lại là một cái thau á, nhìn nó hơi rồi, hết bột rồi. Mênh mông ha. Rồi nè, vô trong cái khuôn á nó gọn lại cái đít á, nhìn nó đẹp. Để em lấy thứ hai nước đá ra cho chị. Rồi bây giờ tiếp tục nha. Mẹ thì xào. Cái này xin cả thì ép. Dạ. Mình muốn làm nó giòn giòn giống như ở chợ đi. Mình ăn giống như ngày xưa dạ, người ta mềm vậy đó. Con nhớ ăn nó vậy nè. Chứ không có chân em mấy con. Có năng, mẹ dạ. Rồi, nè, chị ca xuống từ từ nè. Đó, hiểu lẫn tổn rồi ha. Ngon quá à. Cái này thao nước lạnh cho nó không dính thôi mà. Ừ, cho nó không dính đó thôi. Lấm chấm. Cho em mấy cái nhỏ đẹp nhỏ đi con. Ủa là nhiễu vô nước đá hay sao mà? Nhiễu ở đây rồi chứ. Qua nước đá, nước đá cho hả? Nó giòn. Nhiễu qua đây cho nó giòn. Để em vớt qua chứ. Cái chừng xiến kéo cái thau ra. Chị nhiễu đã hết. Hai người hợp tác không ăn rơi là xuống đá hết nha. Rồi xiến cho qua thau nước đá nè. Cho nó giòn giòn được chút. Còn nếu cả nhà mình thích ăn dai thì cứ cho thêm bột năng nha. Ai thích ăn dai thì cho. Nhưng mà cho bột năng á thì cái khuôn này á nó khó xuống lắm á. Mình phải cho vô đục cái thau á thì để cho nó rộng rộng cái lỗ ra. Đó. Ngon lành chưa? Ngon quá. Em đừng có quậy nó gãy à. Đừng có quậy xíu. À, tại vì mình xài bột năng á. Thôi. Đừng có quậy. Cái nào có bột năng cái nào. Dạ. Bột thì mẹ lắng ra. Ừ, tốt. Trong chợ thì họ cũng làm hai loại, một á là màu xanh lá dứa, hai là màu trắng ha. Hoặc là cái nữa là mình pha cả hai thứ lại. Đẹp không? Tổng. Đây rồi. Con ít này bỏ miếng bột năng ha. Thôi mẹ. Dạ, thôi mẹ. Con ơi. Không muốn ăn vậy. Dẻo. Con không thích ăn bột năng. Mẹ thích. Thôi mẹ. Rồi vớt bỏ qua chém luôn đi xíu. Cái này thú vị á. Đã hả? Nó chín chưa mẹ? Khuấy nhiều khác không mẹ? Không. Đâu có khác mà ngon. Dạ. Không chứ là nó không có. Dạ, nóng vô trong cái đáy hả? Ừ. Cái con này dễ quậy nè xin. Nhiều thôi mẹ cả nhà. Nhiều lẫn tổng nè. Rồi để em vớt vào chơi. Nó chưa chén luôn. Không ngâm nó chút ha. Rồi, người chén nha. Rồi, bữa nay là ba Thương, anh An với anh Yên là dành hết cái phần màu trắng rồi. Bây giờ ba người đã nhịn. Giờ còn đây còn bốn người. Ủa mà sao Hùng nữa, quên anh tính. Sao Hùng nữa là năm phải không ạ? Người nào trong bếp cũng ăn sau cùng hết nha. À, một khuôn nó mới đủ vậy. Ừ. Sao không ẩm em chứ không? Trời ơi nó quậy chén rồi không? Cái này con để dành tối chơi á, nó dạ quang á, nó sáng lên. Con giờ chơi là nó hết sáng á. Lụm chùm. Này kêu là bánh lọt hay kêu bánh lụm chùm cũng. Cũng đúng. Bánh lọt vậy là kêu bánh lọt. Bánh lọt. Anh ăn đá hả anh? Ừ anh ăn lạnh em. Chị ăn nóng thôi. Dạ. Màu xanh không ngon ha. Cái này cực nhất là mình phải ngồi trong bếp mình quậy hoài vậy đó. Ngồi kế bếp lửa. Làm cái cách kia cũng sướng. Dạ. Quậy sơ sơ sòng sòng bột rồi cái ép nó xuống là nước sôi. À ép xuống rồi nước sôi nấu lại không mẹ? Xôi ha mẹ. Dạ. À, có cái cách nữa là mình mẹ nói mình làm cho bột nó gần chín ha.
rồi mình để cái khuôn mình đổ nó chảy xuống dưới nồi nước sôi, nó nấu lại lần nữa là nó chín. À, còn cái này nhà mình làm chín luôn một lần. Rồi mình cuối cùng nghe. Được chưa? Cái cuối cùng nha. Rất lẩm chẩm luôn. Đó. Cái nhà ơi. Ủa sao kem cái cây này đâu có nem được sao không? Không sao, cái cây đó mềm. Rồi giờ 5 chén còn dư chút xíu nữa, ai ăn mẹ hai thì ăn thêm chén nữa. Rồi dẹp cái kia tối chơi. Ừ, con dẹp hết đi, đâu có nên chơi. Dẹp đi con. Rồi bây giờ mình ăn lạnh hết hay là người ăn nóng, người ăn lạnh đây? Chị ăn nóng. Chị ăn nóng hả? Chân... Dạ. Đáng lẽ ăn nước cốt dừa sống đó mà không nên ăn. Dạ, thôi mùa này kỹ kỹ một chút. Kỹ đi. Không có giá mẫu. Dừa sống ăn thơm. Mà không dám ăn. Cắt lại cho nó sôi lên. Sao Hùng chơi cái đó là tối khỏi chơi đó nghe. Nó hết sáng là nó không đẹp đâu đó. Sao Hùng con dẹp đi sao Hùng? Có cọng gừng nữa, ăn ấm bụng. Ăn đổ thêm đặt đá hả? Này là nước cốt. Có ăn không? Cái này người ta ăn nước cốt sống nữa. Mà nếu mà như mình ăn nước đá thì mình pha cái nước đường gừng nó đậm đậm xíu ha. Còn nếu mà mình ăn nóng thì mình pha nhạt nha. Sơn Hà thì sao? Ăn nóng hay ăn lạnh nè? Trời ơi. Cái gì vậy? Con làm ngồi trên cái ghế gỗ à. Cứ ngựa phi phi phi. Ngựa phi ngựa phi ngựa phi. Phi phi phi. Ngựa phi ngựa phi ngựa phi. Phi phi. Ngựa phi ngựa phi. Nó phải nhúng luôn. Rồi mời cả nhà mình món bánh lọt. Kêu mở đi. Thôi bây giờ no rồi. Ăn hồi ổng lên ký ổng đổi thừa đó. À chưa. Không lấy đá hả? Đây mà lấy cho. Sao không ít đá hay nghe con? Mùa này uống đá nhiều không nên. Nhưng mà ăn mát mát. Trời ơi anh cháu quậy kìa. Thằng Hà nó quậy kìa. Ăn nước đá phải không? Bỏ trên sân chén nước đá. Dạ. Rồi mời cả nhà nghe. Mẹ ăn bánh lọt mẹ. Mẹ bánh lọt đó mẹ. Mẹ ăn đá. Con mời cô chú. Rồi cảm ơn Sơn Hùng. Con mời cô chú. Ừ. Để thử món bánh lọt lấy dứa của mẹ thử xem ha. Mình thử miếng. Mày làm đúng nhiều xíu. Rồi mời cả nhà nghe. Dạo không à. Dạ. Con nhớ rồi, nó ăn nó mềm mềm đó mẹ. Đúng rồi. Mềm mềm ngon. Nhưng mà nếu mà như á, mình muốn giòn á thì xưa hay làm cái phèn the. Thả vô nước phèn the. Còn cả nhà mình muốn ăn nó dai dai á nó, thì mình phải bỏ thêm bột năng nha. Đây 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 mình đút cho. Còn nếu mà mình không có phèn the thì nó hơi hơi mềm á. Ừ, nhưng mà mình thích ăn mềm vậy nè. Thấy không? Ôi Sơn Hà biết ăn. Ừ. Cái ăn được hả nội? Ăn mềm mềm ăn được. Đừng cho ăn nước cốt rồi nội. Đây đây nội cho ăn. Trời ơi ơi. Ngon ngon ngon. Ngon không? Đây đây nội cho ăn. Ừ, cái đội ho rồi nữa chứ. Ngon lắm mẹ ơi. Con thích ăn gì nè. Dạ. Thích ăn mềm hơn dạ. Con thích ăn mềm hơn là dẻo. À, nãy quậy bột năng mà mấy đứa không cho bỏ vô đó. À, bột năng nãy quậy rồi anh Yên thích rồi dẻo rồi cho anh Yên này mình làm hai phần riêng biệt ha. Ừ. Mẹ muốn cái màu xanh cũng dẻo nữa. Ừ. Không chịu. Đó, ôm nè. Xưa mình gì nè. Xe dạ. Bột gì mình gì nè. Ngon quá, giơ tay đi. Giơ tay, giơ tay. Giơ tay nội chân nữa, giơ tay giỏi. Ngon quá, giơ tay giỏi giỏi. Giơ tay. Đây nè, đây nè. Đậu cái ghế. Đây nội chân. Rồi, con giơ tay đi, giơ tay. Giơ tay. Giơ tay nội chân. Trời ơi, ăn dữ ta ơi. Sơn Hà biết ăn nè mấy hai. Giơ tay đi, ngon quá, giơ tay. Trời ơi. Ơi, ngon quá. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá.
ngon quá hả con? Đây, cái hàng ăn này được mà, mềm mèo mà. Ở trong chợ cũng bán mềm mềm giống vậy nè chị. Dạ. Em thích ăn mềm. Ngon quá. Ngon quá, ngon quá nội ơi. Ngon. Ngon quá. Ngon quá. Đâu có ai cho ăn rồi em ngon. Chỉ có nội mới cho ăn thôi. Ngon quá. Ngon quá. Rau nói ngon không cho cô chú nghe nè, Sơn Hà. Sơn Hà ơi. Ăn nhớ hồi xưa. Nè. Ăn món này khỏi nhai ha. Món này nó bột gạo nó mềm. Thấy không Sơn Hà? Khỏi nhai luôn. Đây. Ngậm chút rồi nuốt luôn. Đây con. Đây. Nè. Rồi nhanh dữ ta, có ai ăn lẹ ha, để chén rồi. Ngon không sao không? Còn trong thau đó, sao lưng ngon hả? Thôi chén này được. Không ngon hả sao không? Dạ ngon. Không nghe kèm. Dạ con ăn ngon quá con nè. Ngon quá mắc ăn phải không? Rồi mời cả nhà ha. Ủa sao nước cốt nó dính dữ vậy nè, sạch quá ha, có bột năng không? Hơi bị sệt á. Dạ. Cái này có người ta làm nước cốt sống nữa. Tại mẹ nói có cốt sống. Cho nó chín thôi. Mà mẹ sợ không tốt. Nay cũng ăn chín thì dở chắc. Ăn chín cũng chín. Rồi, mời cả nhà anh em bánh lọt. Không con có mẹ nè. Được rồi. Ngon quá. Trời ơi, Sơn Hà làm hết nửa chén rồi nội rồi. Ông ha, cái còn thau nè. Rồi, hôm nay rảnh rỗi cả nhà mình ra đây ăn bánh lọt lạnh nghe. Ngon quá. Rồi, chiếc khẽ cả nhà mình dành ảnh cho vui. Ngon quá. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại video tiếp theo ngày mai nghe. Bye bye cô chú. Bye bye cô chú đi. Bye bye. Giỏi.